Kali có phải phản động không anh? 5 phút cái tội hỏi ngu. Cho đi luôn đi khỏi 5 phút nữa. Mấy tối ngày ăn con nhỏ gì con nhỏ Louis phạm phạm gì đó kệ nó đi. Mấy tối ngày sáng đêm con nhỏ 16 17 tuổi lôi ra nói bảy 8 ngày. Gặp tao tao hết. Khỏi xàm đi mệt. Còn muốn hỏi nó có phản động không phản động quá dễ hỏi lắm. Một nhắn tin hỏi nó, nó trực tiếp. Em em có phản động không? Hai là nhắn tin lên đồn công an khu vực em nó sống đó hỏi con nhỏ đó đúng hay sai tao chả biết như thế nào nhưng mà cái cái thái độ mấy trẻ trâu vô bay vô cắn phàm sạp tào lao gì đó cũng là tào lao luôn thế thôi chưa bao giờ thấy ừ à, mẹ em già rồi giờ em sao cho mẹ em đỡ khổ gia đình em vậy em nên định hướng thế nào không có gì nó hỏi đâu nó vô nó hỏi toàn là mấy chuyện cấm lợn đó trên mạng không à anh cho em hỏi anh nghĩ sao về thầy minh tuệ và ông Trân Quang vậy anh em cảm ơn không liên quan tới chén cơm nhà mày cảm ơn cái gì cãi hai ông thầy đó đi mày rảnh dữ giờ lo cho mẹ cho cha kìa bây giờ có tiền mua đất thì cho, cho mẹ uống chưa anh nghĩ nếu trung quốc cứ đè việt nam mình thì có dám đánh không ạ à? thì tùy vô cái độ máu của em thôi nếu mà em em ra quýnh trước đi rồi bạn bè trong xóm em sẽ bắt chước quýnh theo vì à, thầy em bảo không có nga sẽ không có việt nam ngày hôm nay ủa thầy mày giữ rồi mày ơi kêu thầy mày tờ, tới tháng lãnh lương đi, đi về nộp tiền cho cô đi kìa tính ra anh duy hay tránh nói chuyện về tôn giáo anh ha nói chuyện về tôn giáo với mấy thằng đầu đất nói làm gì em muốn muốn anh nói chuyện thì phải đủ trình phải ngang trình mới nói được chứ tại sao mỹ không chiếm việt nam và sát nhập thành một nước lớn sợ mày quá sao dám chiếm quá việt nam có em trấn mà ai dám ai, ai chiếm được và bữa ông mc kia phỏng vấn một người việt thì ông người việt bảo làm nghề đi biển lương tháng một ngàn đô chỉ đi quanh cảng không không được ra đường mỹ muốn phải xin giấy làm lương làm giảm gì làm nghề làm nghề biển bằng tháng được ngàn đô thôi nghĩ ăn welfare mẹ cho rồi đi chứ làm chỉ cực vậy trời anh không biết ở bên nước mỹ có nghề nào tháng ngàn đô hôm nữa quốc thấy sao không ông ở quốc ông ông ở bên mỹ lâu rồi ông ở mấy chục năm rồi ông thấy có nghề nào bên mỹ ngàn đô một tháng không chứ tôi thấy là ngàn đô một tháng thôi nghĩ luôn làm uh, làm cái hồ sơ xin welfare ăn tháng cũng ngàn rồi nằm ở nhà ngủ chiều chiều cầm cái lon ra đường kiếm thêm mớ nữa cái gì ghê vậy có à một ngàn đô một tháng thì lúc năm 1992 à không tôi nói bây giờ chứ 192 một, một, vậy Lương 1 ngàn đô được bao ăn nha anh Anh anh, anh không tin có nghề nào cũng vậy thì Lương gì 1 ngàn đô bao ăn Thôi nghỉ mẹ thất nghiệp cho chó quách Lỡ ăn welfare luôn cho đồ Chứ sức lao động bung ra được một tháng 1 ngàn Trời ơi 1 ngàn hả 1 một ngàn, một ngàn tháng là một, một ngày được 30 đô 30 tới 40 đô 30 tới 40 đô mà đổi ra 1 ngày lao động Thôi cầm cái lon ra đường 10 phút có vì à, nghề đánh cá ở Mỹ lương cao lắm mà chắc trung bình 100k một năm đúng rồi tôi chưa nghe ai nói làm nghề đánh cá mà nghèo luôn anh duy ơi cho em hỏi giờ có nên đầu tư vào đồng yên nhật không ạ à? không em một đầu tư vàng hai đầu tư đô đầu tư yên làm gì em định hướng học sư phạm thì nên dạy môn gì cho dễ kiếm tiền anh duy ơi thể dục em dục ổn không anh chứ em thấy lương bèo quá giờ lương còn phải lậu nữa em em dạy lương trong trường rồi có ra ngoài em dạy thêm hiểu không chứ sống mà đầu lương không sao khá đông vậy thôi à bóng đá châu Âu hấp dẫn hơn Nam Mỹ anh nghĩ sao quan điểm này của người châu Á tao không rảnh tao không có rảnh mà tao cũng đủ khùng thanh toán online phổ biến cho học sinh tiểu học chưa anh học sinh tiểu học cần gì thanh toán mày mấy đứa cháu bên ở nhà học tiểu học anh đâu có cho ngàn nào đâu đâu, đâu cần thanh toán thanh 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 toán gì đâu mấy em đợt này đi máy bay hay road trip nữa anh Ô, máy bay đi chán máy bay bên Mỹ đi chán anh thích máy bay Mỹ rồi anh đi đi road trip một trong những điểm tệ nhất là máy bay một trong những định tệ nhất của Mỹ là máy bay anh nói nghe luôn thật sự đó. Mấy bạn đồng ý không? Ông Quốc đồng ý không Quốc? Một trong những điểm tệ nhất của Mỹ là máy bay. Ai đồng ý câu này? Theo Anh, đội tuyển Anh và Đức đội nào nhỉnh hơn Anh, không biết mày. Nó nó bóng nó bàn nó ban hóa rồi. À, anh nghĩ sao về việc ông chú U50 tay trong tay với em gái 20 tuổi anh thì kệ mẹ người ta. Có chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác người, người ta bà người ta nghĩ gì sao giờ mày những đưa ra những câu hỏi kém chất lượng như phong lưu Hả? What do you mean? Muốn cái gì? Ôi, ơi. Cái chuyện về 7227 chuyện bình thường đúng không? 72 với 27 nó lệch còn hơn 50 với 20 nữa. cái gì đó chuyện bình thường, không tình yêu hôn nhân này nọ kia, không phân biệt tổ tác, không phân biệt uh, gì uh, tôn giáo, nó không phân biệt uh, quốc gia lãnh thổ, yêu nhau đến bằng con chim trong trắng là được. đợt em quyên uh, em kia mặt non trẻ, kêu nó đưa chứng minh nhân dân ra, thấy 2k5 mới dám xôn sao mày quen gái toàn lại gì đó không nhỏ lắm thì có thấy mày ăn chơi bậy bạ quá à. mày không có tình yêu đích thực mày tối ngày mày ăn làm đi chăn rau không à mấy em khoe mấy em khoe mấy cái mối tình vậy anh còn coi thường mấy em hơn nữa anh nói thiệt á đối với anh mối tình của anh đẹp mà mối tình đẹp nhất là gì hai con quýt hot còn mày chặt bụp dọc dọc mà kiếm mấy con mẹ gọi là đang bị khủng hoảng tình cảm vô bò lạc này nọ kia chặt bập gái quen chinh phục phụ nữ đồ cái đó cái bản chất thú nó nhiều mỗi chất người đó 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 là gì một sự thất bại của thằng ông luôn đó mẹ thằng ông đó sau này quen được con nào ngon mấy con ngon thấy mấy đó chạy mẹ hết rồi nó thôi nó lấy bà nó lấy luôn chồng tay đi không lấy luôn chồng tay chứ đỡ đỡ bá vô mấy thằng Việt Nam bẩn bựa cái đó anh nói tôi nghiêm túc quá chứ không phải giỡn đâu tình yêu không phân biệt tuổi tác khi có tiền thôi còn không tiền ở đó mà tình yêu không phân biệt tuổi tác thì đương nhiên rồi già phải lấy tiền đắp vô chứ mày không phải chứ giờ mày già rồi mà đòi lấy củ quý rồi anh hùng ai nghe chuyện xã hội nó công bằng vậy thôi chứ nên muốn làm gì làm phải biêu tầm mình lắm đã phải có tầm chứ có tiền đi muốn nói gì đó nói nhã lâm nó loser mà anh bên này có một thằng nói mày loser kìa nhã lâm anh nghĩ sao vấn đề metro của mình không mua luôn giải pháp để tự xây à, để tụi kia đi lay miết gì anh tại suy nghĩ của mày trẻ trâu Ủa, cái suy nghĩ mà đi mua giải pháp tự xây lại gì có hiểu đang nói cái gì không bố em bản thân em nói em cũng không hiểu em đang nói gì nữa tự nhiên xây nguyên cái tuyến metro em kêu đi mua giải pháp của người ta về tự xây what do you mean nên gọi là cái vụ metro là biết bao nhiêu bộ ốc tinh anh người ta son vô đó người ta làm rồi nha em thôi đừng ngồi bàn nữa mẹ thi rất môn thi rất môn bàn chuyện metro anh có dám bàn đâu đúng không em thấy em em anh anh, anh di nguyễn còn chưa dám bàn đây mà em nhắm em qua được anh di nguyễn không chắc là qua không nổi rồi gì đây, đúng không thôi lắng nghe đi nhìn lắng nghe metro bên mỹ có từ thế kỷ 20 mươi sao giờ việt nam mới có anh tại việt nam mà nước đang phát triển từ từ mới có hỏi gì cũng hỏi nữa còn mỹ là nước người ta phát triển xa lưa xa lắc rồi thì nó có từ lâu rồi vậy thôi à, bộ óc tin anh nhiều sao để đi lay lâu vậy anh còn đường xá sài gòn ngày càng kẹt đường xá là xá sờ phải xá xì em bây giờ đường xá sài gòn có kẹt hay không kẹt gì á thì nó cũng là đường xá sài gòn mày ở được thì mày ở mày không ở được mày cũng phải ở vậy thôi mày nói tao tao nói sao giờ nó mà mày có hộ khẩu sài gòn không chọt ghê mày bây giờ các bạn có chê sài gòn kẹt hay không kẹt gì nó cũng là chỗ tốt nhất nước rồi cũng là cả dân thập phương các tỉnh người ta vô Sài Gòn người ta lập nghiệp rồi mày nói gì cũng kệ mày thôi tại vì anh là sống ở Sài Gòn hai mấy năm này mấy anh hiểu mà chứ có đuổi nó đi nó cũng trả đi đâu chưa thấy ai bỏ Sài Gòn đi luôn thiệt thề à. từ khi nào Sài Gòn sống không nổi không có tiền trả trọ thì buộc phải về quê thôi nói thẳng giận thì chịu vì à, mua góp chung cư là có hộ khẩu rồi có gì đâu mà ngon không ngon thì mày làm thử đi mày nói mỏ làm gì em phải biết là trong diễn đàn của anh Duy Nguyễn á, là mấy cái mỏ nó không có tác dụng được nó không có quốc nha đó, khỏi có mỏ đi trời ơi không lẽ nói một lần nữa cho mày tự tin nè đó không hộ khẩu nhà sài gòn hộ khẩu xe sài gòn sống ở sài gòn hai mấy năm rồi mày lấy cái gì ra mày mỏ nha anh tại sao có nhiều người chửi mỹ là đam mê còn đi mỹ là mơ ước gì anh ai biết kệ mẹ nó mày ơi tao có quan tâm mấy anh khùng đó thiệt á bây giờ xã hội này á, anh chỉ quan tâm người có tiền có tầm thôi à còn mấy thằng khùng điên nó theo phe nào kệ đó đừng có lôi tên anh vô em hiểu không Lô tên nó vô anh tưởng nó tưởng đâu anh phe nó cho dù mấy em có khùng theo kiểu nào đi chăng nữa thì cũng là thằng khùng thôi. Giáo giáo dục học sinh của Mỹ có cái hay là con mình được cô giáo quan tâm thiếu sót gì đúng không anh? Không phải Mỹ không, nhiều nước vậy mà. Giờ em em ở Việt Nam em học trường quốc tế thôi thì cũng vậy thôi cần gì tới Mỹ dữ vậy? Ngày xưa em đi học trường thường có có đâu. Tại tại em học trường thường. Em học trường quốc tế đi nó mới có chứ. Bây giờ tiền ít mà đòi, đòi dịch vụ ngon ở đâu ra? Cái gì cũng vậy thôi à phải đóng tiền nhiều vô dịch vụ nó mới ngon nó giống như đi massage rồi đó massage thì vé phải mắt thì đầu nó mới đẹp nó giỏi học trường đâu cũng giỏi cần gì học trường quốc tế ngu thằng nào nói họ nói giỏi học trường đâu cũng giỏi là ngu bây giờ thí dụ nha bây giờ thí dụ như thí dụ như con mày giỏi đi rồi xong rồi tự nhiên con mày đi học đi đó trúng thằng mã văn tài đó đúng không thằng mã danh tài á nó 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 nó, nó dành nhỏ tên gì quên rồi từ từ nó nhớ coi chúc anh đài à rồi nó dành nó dành thằng mã nó dành con chúc anh đài mà con chúc anh đài thì nó nó thích thằng con mày rồi xong rồi tự nhiên thằng mã danh tài á nó ra đường nó chặn đầu con mày nó tiễn thằng con mày về về với chúa hay nó khác là mồ xanh cỏ rồi lúc này mày nói câu ừ nó giỏi nó học ở đâu cũng giỏi nha con nhen 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 cái, 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 thằng mà nói câu này á là một là thằng kẻ câu còn hai á là thằng cha vô trách nhiệm chỉ có hai cái loại đó mới nói câu này thôi rồi ở trường quốc tế không có mã văn tài hả mày làm gì có trời mã văn tài làm gì đủ đẳng cấp vô trường quốc tế mày trời ơi mày nói vậy là mày ngu rồi trời ơi thằng này nó tưởng là trường quốc tế là cái tên nó ghi, ghi cho vui hả mày ê xin lỗi nha ê hỏi một câu hơi sốc. ê quê mà có trường quốc tế không hả quê của em có trường quốc tế không mày đặt vô đấu trường quốc tế đồ giỏi mà vô môi trường không tốt cũng hư thôi đúng chính xác đúng cái đó là chỉ làm nhiều cái lắm thí dụ như em một vô một môi trường bình thường thằng con em nó giỏi đúng không thì nó sẽ bị chặn lại nó không phát triển được tại cái trường đó chỉ dành cho đứa bình thường thôi trời à ơi, ơi bị đặt bàn chuyện giáo dục nữa trời ơi không có đủ tuổi đâu mấy em mấy em bàn chuyện giáo dục với anh là mấy em còn non trình lắm nó thiệt luôn á Môi trường xung quanh ảnh hưởng hết tư, tư duy lắm Gần đèn thì rạn mà à, Hạt giống tốt cũng phải phụ thuộc vào Nhiều yếu tố quan trọng Mới nảy mầm và tươi tốt được Chính xác Từ một người lười Học không giỏi làm sao để trở nên siêng Và học giỏi như anh vậy ạ à. Buông bỏ tóc tóc đi Chí thú học hành nè Mày còn chơi tóc tóc ngày nào là ngày đó chưa giỏi đâu Quốc tế Việt Nam và University Mỹ Ai hơn ai hơn ai anh Sao so được mày Quốc tế Việt Nam thì nó học song ngữ vừa học tiếng vừa học tiếng Việt vừa học tiếng Anh còn University bên Mỹ thì học một một mình tiếng Mỹ không không có so được ở Mỹ nhiều trường nhiều trường mát trường nào mát trường nào nó làm cũng ra hồn đẹp anh nhỉ đâu bên Mỹ nên đi nhiều trường này cũng có trường xấu hết. trường đẹp trường xấu có đủ hết nói về trường học bên Mỹ không biết nhiều cái nói nó nhiều lắm mấy trường lớn thì đẹp thôi còn mấy trường kia thì nó bình thường anh duy giữa công nhân việt nam làm làm công nhân với mỹ mà với bên mỹ bên nào làm sống sướng hơn anh thì mỹ nó là g 1 việt nam là g 70 thì em dựa vào cái suy nghĩ của em đi <laughs> em trả lời đi chứ giờ em hỏi làm công ở việt nam với làm công ở bên mỹ bên nào sướng hơn em thấy có con nào quốc tịch mỹ á, mà nó bỏ về nó bỏ mỹ nó về việt nam làm công chưa có những chuyện phải suy nghĩ em hiểu không đừng có hỏi ra những câu mà người ta thiếu muối thiếu trình người ta nói là cái thế hệ trẻ của Việt Nam và thế hệ giáo dục nó tệ là làm công bên Mỹ lạng quạng uh, cao lương hơn có bằng cũng tùy nó là nói về nghề tùy nghề ở bên Mỹ này những cái nghề mà cực cực có lương cao lắm còn có bằng mà làm nghề tèn tèn cũng bèo à đi Mỹ theo diện EBT là làm mướn hả sếp chứ không đã làm chủ mày <laughs> hỏi ngây thơ với cưng nó hỏi như kiểu làm ở trên núi với làm ở thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào tốt hơn vậy em nói vậy chứ nó nói nhiều khi làm trên núi tốt hơn đó em chứ không phải giỡn đâu nha tụi này nó ghê lắm đi Nhật với đi Mỹ cái nào dễ sống hơn anh tao chưa thấy nào đi Mỹ được mà tao chưa thấy nào đi Mỹ được mà nó quan tâm đi Nhật hết em đó là cuộc đời của anh nha kiến thức của anh anh thấy chưa có nào đi Mỹ được mà nó quan tâm đi Nhật hết, hết. sau này anh có định hướng sang Mỹ ở không anh mua súp đi mày hỏi nhiều làm gì <laughs> tao mày thân lắm mày sao hỏi mua súp đi gì à? đúng mà, đúng rồi lúc anh chưa được như bây giờ anh có nói chuyện như vậy không anh sao đương nhiên không rồi hồi xưa ở nhà mướn nói chuyện khác mày chuyện nó đương nhiên rồi mấy em ơi ví dụ như mấy em hồi xưa mấy em đi học mấy em cũng nói chuyện khác nữa rồi tới lúc mà mấy em làm thầy người ta làm em cũng phải nói chuyện khác thôi cuộc đời là vậy mà tại sao đạo lý đó mấy em không hiểu hả em mê iphone mà không có tiền mua nên mua con iphone 14 pro max 200 cũ thôi mà thấy thốn quá anh <laughs> thốn nhưng mà nó xài tốt em xài phải xài tới iPhone chứ giờ xài 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 mấy điện thoại kia gom gom được nhiêu tiền rồi sau này phải mua iPhone thôi à theo USF United States Air Force thì lương của phi công F-22 Raptor là 4.000 4.105 đô cho thiếu quý và 9.000 cho đại tá mỗi tháng chưa kể chế độ đãi ngộ và bé nó phải cái gì mà lương phi công 4.000 mày ảo mày lái phi công cực cái mẹ luôn lái phi công 4.000 bèo vậy phi công 4.000 thôi chứ anh nghĩ phải hơn 8 ngàn 9 ngàn gì chứ em nghĩ nó tính theo giờ bay thì đương nhiên là tính theo giờ bay rồi nhưng mà giờ em nghĩ cái học phi công chứ bộ học gì hết trời mà lái con nào F22 biết F22 không F22 là máy bay xịn cho phải cụ bắp như F16 đâu đó mà giờ lương 4 ngàn trời đi thua 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 làm bolis chạy trong nhau ngoài đường nữa bởi vì phi công được đào tạo miễn phí ở học viện không quân nếu ký contract phục vụ 10 năm mỗi uh, mỗi tháng thêm 4 ngàn là 8 ngàn cho thiếu quý tại vì à, đi học không có tiền nên giờ lương nó phải rẻ đúng không vì à, chào anh Di chúc anh công du Mỹ đế thành công bước ra làm ăn riêng thấy chán quá anh trời đất ơi nó bước đầu là chán bước sau là sụp đổ đó bước ba đứng giữa cầu nhìn xuống không gian mênh mông tạo hóa thượng đế loài người cha mẹ sinh ra câu hình hài này, này bước tiếp theo gọi là gì ta à, gì à... where will I can go đó à mới ta nói đúng không nữa? À, cái gì à? có tầm có tầm phải có đức có duyên nữa nha bạn. Thôi mày khỏi sổ nho mày ơi. Có đức có có đức có duyên hay không? Mày cầm cái đồng tiền mày đi ra xã hội kìa Chứ không phải mày ngồi đây mày mày nói người ta có đức có duyên thằng trẻ trâu. Cuộc sống mày cầm đồng tiền ra xã hội coi sống làm sao? Đi được đâu? Ngồi chỗ chỗ mày đặt đức duyên là gì? Anh gì? Warren cây nhành cũng đẹp lắm đó anh. Trời ơi em nói gì là sai rồi? Warren cây nhành là gì? Là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của loài người. Không đi tới đó thôi được tới Mỹ mình đi Mỹ là kiến thức nó phải vậy đó nói chuyện mới được em dùng cái chữ cây nhành cũng đẹp lắm đúng nó là gì nó là kỳ quan thiên nhiên của loài người ở nguyên cái nước Mỹ này chỉ có một cái kỳ quan thiên nhiên đó thôi nên gọi là đến đến Mỹ mà gọi là không đến cây Canyon thì gọi là chưa phải dân chơi nature rồi nha cả thế giới rộng lớn cả vũ trụ bao la lộn lộn cả thế giới rộng lớn thôi cả một quả địa cầu tròn trình trĩnh như vậy chỉ có bảy cái kỳ quan thiên nhiên thôi đó ông nội và may mắn Mỹ nó có một cái đó là Grand Canyon tới đó là phải ở cả ngày đúng không ở trong đó bán tour gì đi hết nhưng mà may mắn anh đi lên cây nhành rồi mà đường lên cây nhành đẹp lắm mấy em phải nói đường lên cây nhành cực kỳ đẹp cái cảm giác chạy xe lên trên cây nhành đã má ngồi kế bên có con ghệ còn đã dữ nữa còn nếu mà kế bên không có con ghệ có thằng ghệ cũng đỡ buồn mấy em anh duy thời 30 tới 35 lúc đó độ trẻ trâu còn cao không anh không anh không giờ trẻ trâu hết mày dân làm ăn mà trẻ trâu gì chỉ có mua xe 7 tỷ đó là trẻ trâu thôi nhưng mà đó là anh suy nghĩ đó là trẻ trâu nhưng mà người ta thấy đó là bình thường trẻ trâu gì học phi công dân sự 4 năm hết hơn 7 tuổi vậy phi công chiến đấu nhân ba đúng không anh nếu mà phi công chiến đấu thì chắc nhà nước lo còn phi công dân sự thì em đi học em lấy tiền đó, thì em em làm em làm phi công em lấy lương đó, thì em mới phải lo chứ sinh viên mới ra trường lương 10 triệu là thất bại đúng không anh vậy chứ sinh viên mới ra trường giờ chạy ráp lương cũng 10 triệu có thất bại không ờ thất bại hay thành công nó tùy thuộc vào cái ngành nghề em làm cơ hội nghề nghiệp này nọ kia chứ đem có mức lương ra nói chuyện sao được em? À, giờ thấy mấy bạn trẻ mà đã ly hôn đầy luôn trong khi có một hai con thì người ta mẹ ơi bây giờ lấy chồng lấy vợ sai em cho tao bỏ hả? chị nói chuyện bình thường mấy em mà có này mới sốc nè có này mới sốc nè sau này á mấy em làm chồng nha làm em không được quyền bỏ vợ mấy em nếu mà vợ của em mang bầu cốc cần biết bầu của ai thí dụ như bây giờ á em lấy vợ xong con vợ em đi ngủ với trai nó về nó có bầu với thằng trai đó thì em không được quyền bỏ nó em không được quyền bỏ nó luôn nó đẻ đứa con nó ra đó nó phải nuôi đứa con nó tới 12 tháng thì tụi em mới bỏ được nó vậy trong trường hợp á nó nuôi đứa con tới 11 tháng nó quất thêm cái bầu nữa là em phải nuôi nữa nó bữa nay đang rần rần cái vụ đó kìa bởi mới ngẫm nghĩ mẹ làm đàn ông khổ quá mày ơi thiệt khỏi lấy vợ luôn chứ thấy cũ này là thấy không có đường ra rồi đó Cú này không có đường ra đó nói đó là, là bảo vệ quyền gì quyền quyền của phụ nữ và trẻ em Thôi rồi xong luôn xong luôn mấy em Tiên bố độc thân nha anh giờ tiên bố độc thân mãi đỉnh nha mấy em má con vợ mình mà nó đi có con với thằng khác là đã tức phun máu rồi đã tức phun máu rồi mà đằng này á là cái như là không bỏ vợ được luôn không được quyền ly hôn vợ trong lúc đó rồi xong rồi có một bà luật sư kia bà luật sư kia bỏ lên bà giải thích bà bình như đúng rồi luôn <laughs> xong rồi anh đang tính đi phỏng vấn chồng bà vợ ông làm luật sư vợ ông nói chuyện cứng lắm ông thấy sao nhức đầu quá Cái gì thì bỏ nhà đi thôi anh hả tự nhiên nhà cửa là tài sản của mình bây giờ mình bỏ nhà đi cho con vợ mình với thằng con của con tình địch nó hưởng à, luật đó ai đẻ được người có quyền hả anh của làm sao không hiểu ý là ai sinh con được là nắm quyền sinh sát của người đàn ông mình à anh ừ. bây giờ kể như là cái như bình đẳng giới bây giờ là, là anh thấy trong cái vụ này không bình đẳng giới đó trong này vấn đề người đàn ông khổ rồi đó nên cái đó, cái câu đó nó cực kỳ bậy không thể nào mà gọi là vợ của ai cũng phải chịu to con của ai cũng phải chịu hết bây giờ công con bằng cái nếu đúng không nếu mà gọi là là là, là con vợ em đi nó mang con của em mà em bỏ nó đi thì ok vẫn được quyền nhưng mà trao support gấp đôi đúng không trao support gấp đôi ví dụ giờ là tháng không có năm tuổi ủa lộn tháng có năm cũ một tháng mười cũ rồi được chị cũng được thôi còn ngược lại á con vợ nó ngoại tình mà nó có con thì kêu mà giờ thằng đàn ông nó phải sống chung với con vợ nó nữa đó thì cái chuyện đó chị không khó 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 lắm khó lắm nhiều khi nó ấm bức lên nó bạo hành nó còn quá cha nữa nên cái nên cái vụ đó anh thấy anh không 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 không, không, không thơm rồi đó em anh nó nói thiệt không thơm chút nào đó. cái gì cũng vậy thôi gì vừa phải phải chứ mà cái nỗi khổ mà thằng đàn ông mà nó ghen ví dụ như đàn ông mà nói chung là con vợ mình mà nó mang bầu của thằng khác rồi đó là không có còn cái gì có thể chấp nhận được hết á nó nằm trong chỗ đó nữa giả sử vô tình đi trên đường gặp con vợ với thằng khác đi từ đi từ trong hotel theo ra thì chắc như trái đất ngừng quay <laughs> ủa lộn nửa đêm úp mặt xuống gối nước mắt đầm đìa quá đúng rồi đây nỗi khổ trời xanh ai thấu được <laughs> anh nghĩ anh nghĩ nghị định đó có thể sửa đổi sau này không anh chứ còn nhiều bất cập như anh kể thì chắc anh nghĩ chắc phải đổi sau đó chứ nghe nó vô lý không nghe nó thấy nó 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 nó, nó không công bằng vì à? vì sao kinh tế Mỹ đang đi xuống mà đô vẫn tăng với Việt Nam vậy anh? Má kinh tế Mỹ là kinh tế người ta đang là một quốc gia cường quốc duy nhất nó đi lên trên thế giới Mày vô mày đi xuống trời ơi, mới vô mà cầm mấy cái bực cái mình gì đâu á thôi, thôi, thôi thôi yếu quá đừng hỏi về Mỹ nha. Lo làm kiếm tiền lắm tiền điện đi. Cầu Mỹ chết nhưng công nghệ mình sử dụng toàn của Mỹ. Em khỏi có nói chuyện cầu không cầu đi, trên đời không ai cầu nước nào chết được hết á. Người ta chết người ta sống là do vận mệnh nước người ta, do sự cố gắng của toàn dân nước người ta cậu cậu không khí khô gì mấy thằng cá trâu. Vì à, tưởng Mỹ thế nào đóng cái cầu phao 320 triệu rồi cố uh, cho cố vô rồi uh, giờ rút về, rút về làm sao em. Nhìn mấy nước uh, nhìn mấy nước metro uh, phát triển đi vip, thấy toàn đi bộ rồi chui vào metro, nó quay em coi nhìn đã mắt. à, Thì đó phương tiện công cộng mà, ý kiến gì? Anh không ý kiến gì hết đó. Nhưng mà anh là thuộc dạng cũng là người lười đi phương tiện công cộng lắm. Em anh thuộc cái dạng trường phái hơn không thích đi phương tiện công cộng lắm à, cái gì à? Saudi Arabia không gia hạn thỏa thuận 50 năm với Hoa Kỳ về độc quyền giao dịch dầu mỏ bằng đô la ghê dữ vậy ta ghê dữ vậy hả ghê dữ vậy hả <laughs> ghê quá ghê quá con à, con rể ông cụ 45 đang bị điều tra vụ 2 tỷ đô đó anh ai điều tra em nay em lướt FB thấy có có bình luận nói châu Âu nó vượt trội là do kỷ nguyên khám phá biển và xâm lược thuộc địa thì đúng chính xác chính xác câu đó gì để cãi đó chính xác à. nhưng mà cái thằng nói câu đó đó là nó biết một và nó không biết hai đúng không nếu mà thằng châu Âu nó cù bắp thì nó có đi biển nổi không vậy thôi đúng không nếu mà nói vậy là bỏ đi chẳng qua là à mày giỏi rồi cho mày cướp đúng không nhưng mà tại sao không đặt câu hỏi là tại sao nó có đủ tiền để nó đi nó cướp Sao FIFA nó cấm Nga tham dự Euro World Cup mà không cấm Mỹ hả anh? À, Mỹ cũng gây chiến tranh nhiều mà. Thì giờ đợi mày vô làm hội đồng của FIFA đó mày cấm Mỹ đi. Chứ giờ ở trong FIFA nó bị mù hết rồi nó cấm Mỹ nha. Đang chờ em vô cấm á. À, CDB Nhật 2023 4.300 tỷ đô của Việt Nam là 430 tỷ đô. À, tăng trưởng 5 không không biết bao giờ Việt Nam mới bằng Việt Nam bằng hay không bằng là do em em ơi chứ không phải giờ ngồi đó so sánh đúng không Bây giờ em thấy uh, Việt Nam GDP có 430 thấp quá thì em ráng làm đi để giúp cho Việt Nam lên 1.000 đi thì sẽ nhanh anh cho hỏi vì sao uh, y tế Mỹ lại đắt đỏ vậy anh tại nó xịn em tiền nào của đó thôi chứ giờ sao giờ nó muốn y tế rẻ là vô chùa còn muốn y tế mắc thì đi Âu Mỹ đợi nó như vậy thôi nha từ 1 tháng 7 chồng không được ly hôn vợ khi đang mang thai dù không phải con của mình đọc rồi mẹ ơi đang chán muốn chết đây vì cục dự trữ liên bang Mỹ phép và quỹ tiền tệ quốc tế IMF là của tư nhân uh, của người Do Thái phải không anh nếu mà nói như em là người Do Thái bố thế giới rồi bạn làm gì nữa mày tự nhiên ở đâu đâu mày đang chọc đúng cái mày chọc cái của người Do Thái cái hết đúng đúng rồi đó anh người Do Thái hợp lại làm hai cái đó thao túng tiền về tệ thế giới khùng anh chỉ còn anh mày chữ thôi khùng khùng vừa thôi ông viết hiến pháp mỹ bị khùng hả mà cho cá nhân thao túng nước mỹ đúng nhật hào cầm anh đúng ít ra thấy nhật hào nói chuyện còn có trình độ có một nhóm tài việt thao túng nước mỹ thôi chứ không phải cá nhân chả con ma cô rồi thao túng nổi hết đó mẹ mày dân mỹ thì nó không có ngu đâu mà để cho thằng nào thao túng không, không tin hỏi cha quốc đi thằng cha quốc sống bên mỹ gần nửa đời người rồi kìa cho đó biết nói tiếng việt kìa đó ông quốc ông, ông có tin là bây giờ có thằng nào thao túng xã hội không quốc tôi cũng nhiều tin cái đó đó nào nói nói cãi thao túng con khỉ thao túng vì Mỹ đánh thuế xe và công nghệ TV 120 phần trăm rõ ràng rõ ràng TV là bọn phá giá bây giờ anh công bằng cửa giữa mấy em TV có phá giá hay không phá giá đó chuyện của TV anh cũng cao luôn nhưng mà cuộc chơi TV bán xe qua Mỹ thì TV phải chịu thế thôi Mỹ nó đánh thuế ngàn phần trăm chăng nữa cũng không sao hết đó. cái đó là cuộc chơi không có khóc khóc gì trơn trọi hết đó giận quá thì đừng bán xe qua Mỹ đem xe quán độ bán hết anh Duy Trâm hỏi hiện giờ Mỹ có phải là siêu cường duy nhất trên thế giới không ạ à? rõ ràng bây giờ là, là quốc gia cường quốc số 2 còn phải đi leo to, to, gì leo tường với chèo, thù, chèo thuyền cá dắt kìa thì đương nhiên Mỹ là số 1 rồi còn gì nữa cạnh tranh giá thì khó ai chơi lại TV chất lượng thì chưa bàn chất lượng cũng có thể bàn luôn đó em bàn nhiều ta kế bên đặc biệt không anh wonderful wonderful state đó ban diêu tà đẹp lắm em cảnh non cảnh đẹp hùng vĩ không gian mê ly đó là những tiểu bang rất đẹp của mỹ đi tới đó là lòng không muốn về đó mấy em chứ không phải là cali cà lũng là nổi tiếng mà em biết thôi chứ còn mấy tiểu bang của mỹ nó đẹp mê hồn luôn cuộc sống ở mỹ anh duy thấy thế nào sống ở đâu anh sống cũng được em tại vì anh là sống là người thứ nhất có ăn học thứ hai là có trình độ thứ ba là biết điều thứ bốn có chút tiền nên nó thẳng luôn sống ở đâu cũng được hết À, còn có mấy trẻ trâu sống ở đâu nó sống cũng được ngay ngay cả cái mảnh đất cái cái làng quê nó sinh ra nó sống cũng nổi luôn nói luôn cho buồn theo anh thấy steak Mỹ ngon hơn Việt Nam heo thì không bằng Chuyện nó đương nhiên tại Việt Nam đâu có phải là đâu ăn steak nhiều đâu em thì cái steak là món của Mỹ đương nhiên nó phải ngon hơn Việt Nam rồi còn chuyện heo thì ai I have no idea tại vì bên Mỹ xuất khẩu heo cũng nhiều lắm và thịt heo cũng giống như thịt heo ở Việt Nam thôi chứ anh chả thấy khác biệt gì cả stack thường anh ăn uh, medium rare hay là medium anh medium rare anh bạn anh bạn đó chắc xe phòng ủa đang nói gì vậy ông nội từ từ anh bạn đó chắc xe phòng bên này siêng năng là có hết như hai vợ chồng mình 15 năm trước còn làm neo xuyên bang một năm uh, một dư sáu bảy chục ca chịu khó hai ba năm Ô, ông, ông bạn nào xe phòng bạn đang đề cập tới gì vậy đây là stack là là, là mua ký nha chứ không phải là stop bình thường stop này mua ký để về nhà ăn thôi à Ủa, nóng quá mẹ ơi nè khỏi chấm gì luôn quốc mấy thằng tư tưởng đó đi du lịch trời Âu chắc kiếm trò dịch với cầu khỉ đặng thâm thảo nào có cái à, uh, me mediter, mediter thao ở phú quốc anh bảo đảm mang đó đi tham an còn không có đủ tiền nữa chứ đừng khỏi đi trời tây trời âu gì đi nó không mệt làm như nói chuyện đi du lịch trời tâu trời tây trời âu là dễ lắm mà giờ đơn giản thôi 200 triệu đặt cọc làm hồ sơ có không 200 triệu đặt cọc làm hồ sơ tiền làm hồ sơ hết 100 nữa tiền đi hết 200 nữa tổng cộng 500 giả sử anh là resident mới của Nga anh sẽ xử lý sao về chiến sự Ukraine ghế đó anh không có dám ngồi đâu em nha cái ghế đó anh không có dám ngồi đâu nên khỏi giả sử mày anh thấy trung bình một người Việt ở Mỹ Là một năm có dư giả nổi không anh Một năm mày nhận mười mấy tỷ kiều hối của người ta đó Nói giọng mẹ Thằng trẻ trâu mạnh mờ lem Nói chuyện giọng mẹ quá mấy em Gì à Trên rút ít nói Từ mở ý biết kế thành không của gia các lượng Nhưng vẫn lưu quân Sợ như hàng tính anh nghĩ sao ạ à? Cái bà của nó tao không rảnh Không rảnh ngồi đây chém gió chuyện tam quốc luận anh hùng Đúng không Bây giờ luận anh hùng là gì đó à, Có tiền nuôi gia đình đó, nuôi mẹ nuôi con nuôi vợ nếu có đi mỹ nếu muốn ngồi đây thì tôi chuyện mấy bàn tư mỹ giác lượng gì mấy cái chuyện là chuyện trà dư tủ hậu chém gió cho nó vui chứ không bao giờ lấy cái đó ra chém gió làm anh hùng cả nó không phản ánh sự thành công trong cuộc sống cái gì vậy China nên gửi quân qua phụ giúp Russian mới nể thôi đừng có suối mẹ ơi để cho thế giới ta yên bình làm ăn kiếm tiền đi xuống hoài Nga đi xuống không anh xuống lên anh không đủ trình để nói theo em đi xuống đi lên. Gì à, Nga đi xuống sợ đánh xong trận này Nga kinh tế thua luôn cả Thái Lan. Nga ta tính hết rồi mẹ ơi, yên tâm đi mấy em đừng lo cho Nga nha. Nga tính hết rồi. Nga đi nước cờ là Nga tính hết rồi mấy em. Hồi hồi đó thấy Mỹ với Nga cũng uh, nhắm khu ở Tây Tạng lắm mà sao uh, bỏ cho Trung Quốc lụm luôn anh? Trời ơi Mỹ với Nga nhắm Tây Tạng chi má? Mỹ thèm gì Tây Tạng nhắm. Rảnh. Còn Nga, Nga có cần Tây Tạng không? Không luôn nga đi xuống tây tạng cũng khó nữa thôi để để tây tạng trung quốc đi nga với mỹ có xảy ra cuộc chiến không anh tao không quan tâm tại, tại sao anh không quan tâm tại vì giờ nga với mỹ mà có lộn với nhau ó, thì anh duy nguyễn cũng chả làm được cái gì cả ok anh duy nguyễn cũng chả có cản được vậy thôi chuyện đó tùy hai bạn nó tính vừa <laughs> về mỹ 158 triệu qua cream hú quá trời quá đất luôn anh ơi ừ báo cũng đang vậy cho anh đâu biết ất giáp gì đâu em kể đi mấy cái chuyện mấy con UV chuyện nhỏ đó có gì đâu quan tâm à, sếp nghĩ sao khi có mấy tuổi ngu Uh, gì tuổi ngu gì là con nói nga bây giờ kinh tế thứ 4 thế giới xét theo ppp chán thật cãi nó đi nói chung xã hội này tụi em phải biết là sẽ có lũ ngu nó tồn tại nó tồn tại thì kệ bà nó đừng có đạp đuôi nhà nó vậy thôi để chuyện đó mình sống thôi chứ mình ke nó làm gì nữa đời nó hết cứu rồi nga bây giờ người dân tiết kiệm không dám ra đường mua đồ luôn tự nhiên đánh người ta làm chi nói chung cái đó là theo anh nghĩ các em không cần nên phân tích tại vì cái chuyện chiến tranh nga và ukraine nó đã là hai ba năm rồi hiểu không nga người ta cũng đã tính hết rồi người ta làm đó mà khi mà người ta tính hết rồi đó thì người ta phải có cái lý của người ta nó thành công hay thất bại là họ chịu mấy em còn giờ mấy em lo làm đi kiếm tiền đi lo cho cuộc sống của nhà mình thôi em nghĩ cho Việt kiều thôi việc kiều ở bển cũng mấy trăm ngàn người thì chịu thôi chứ sao giờ thì Việt kiều ở bên nga thì đương nhiên người ta cũng sống người ta làm ăn này nọ bình thường thôi chứ sao tao tham gia được cái chuyện mà uh, gọi là quốc kế dân sinh của nga được nó cầu cho nhà nó ngày mai khỏi đóng tiền điện kìa cái chuyện đó đơn giản muốn chết nó cầu chưa được kìa à, bạn em cố tịch nga phải về việt nam để tránh nhiệm vụ quân sự cuộc sống thì K kfc đổi tên cho khách thôi nó nói vậy cuộc sống thì kfc đổi tên đổi tên khác thôi là sao không hiểu kfc là của mỹ mà bỏ rồi tại sao tụi nó cuồng nga giữ vai này cậy tụi nó đi sao mày ăn rồi mày kiếm tụi nó mày chọt hoài mày thằng này mày cũng rảnh dữ ha nãy giờ thấy mày đi mà chọn tao hoài rồi đó người ta cuồng ai cuồng kệ người ta đi ông mày lo một là mua súp hai đồ này hai cái đó làm đi nãy giờ nó còn 4 bốn năm câu nó tối ngày nó chọn người ta cuồng nga không à ngộ ghê vậy đó theo VNFS, cầu tàu tỷ giá 320 triệu đô của Mỹ được rút khỏi gãy ra, sau một tuần nó lại hoạt động nhằm tránh bị hư hại do 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 biển động mạnh thì đương nhiên rồi giờ tự nhiên chỗ đó đang có bão có biển mày có để cái đồ tài sản mày nằm đó không thì chuyện ta rút về đúng rồi chứ gì nữa không hiểu không hiểu hiện cái gì luôn á gì à Mandif, cần cân nhắc cấm hộ chiếu Israel giữ vậy sao dữ gì sao mang điếp chơi lớn ba sống nhờ tiền du lịch thôi mà chảnh à quỷ à. cá tính thiệt chứ à, nếu mà cái nếu mà cái sự kiện này về xảy ra thì em Di rất là ngưỡng mộ bạn man deep nha man deep, rất cá tính cho dù đúng hay dù sai gì miễn cá tính là anh khoái à mấy em anh làm vậy đó mặc dù man deep là kiếm từng kiếm từng đồng bạc cắt nhờ du lịch nhưng mà dám cấm được cái hộ chiếu của israel thì ok good các bạn thấy sao trong cú này các bạn là phe của Israel hay là phe của Mandis uh, Mr. Putin nói muốn ngưng chiến với điều kiện bốn uh, dùng mới xác nhập là của Nga khó đó. thì hôm qua tôi biết tin này đội vụ đó khó Ukraine tám triệu đâu hôm nay tình hình chiến sự Nga và Ukraine có tin gì mới không em ví dụ như uh, bên này lụm máy bay bên kia rồi đó có tin gì mới không còn còn Lebanon hẩm nhú nhú với Israel sao rồi rồi Israel có đi quýnh Lebanon chưa sau mấy ngày nay anh 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 anh, anh anh, 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 mệt anh nằm anh ngủ anh nước 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 trên ha? không thấy gì hết hết ta Ukraine cho drone bay gần 300 cây số phá hoại sân bay Su-34 của Nga chưa rõ thiệt hại phá quá à, quân Ukraine pháo kích ở bờ sông Nipro 40 lần trong ngày là ở ở Kherson hả mặt trận Kherson hay sao rồi tiếp tục tiếp tục đưa tin đi mấy em đã nói có tin gì hay không các nước G7 tịch thu tài sản để khiến Nga thiệt hại 83 83 83 gì? Bí lên tỷ hả? Theo thống kê của Sputnik, các nước G7 tịch thu tài sản có thể khiến Nga thiệt hại. Ủa sao ghê vậy? Từ từ không hiểu. Các nước G7 tịch thu tài sản, bảo đảm với em G7 không có quyền tịch thu tài sản. Nếu mà nói thông tin mà G7 tịch thu tài sản đó là xạo. Cái luật của G7 không được quyền tịch thu tài sản người ta. Chỉ được quyền đóng băng thôi. Là frozen. Chứ không phải là tịch thu nha. Vì Putin đòi Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO vĩnh viễn và Hanover bốn tỉnh sát nhập cũng như công nhận Crimea thì mới chịu mới chịu xin tì cái kèo đó khó quá kèo đó tôi nghĩ là Ukraine không chịu đâu cái kèo đó Ukraine đâu được gì đâu mà bắt ta chịu đúng không thế ít ra ông điêu với người ta một cái gì đó thì phải cho người ta một cái cơ hội nó thí dụ giờ như vậy đó, thí dụ giờ thôi ok à, bây giờ là nga lấy bốn tỉnh đúng không nhưng mà nga tặng lại cái biển đen cho Ukraine thì như vậy mới có cái để điêu chứ bây giờ tự nhiên bốn tỉnh cũng lấy đó rồi đảo cream cũng lấy rồi xong rồi cái thêm một cái nữa là gì không cho ta nhập nha nato luôn ủa vậy yêu được cái gì nếu mà yêu chịu cái kèo này á, thì thôi là một cái đàm phán ô nhục nhất lịch sử luôn dấu chấm hết cho yêu luôn à... đề xuất nước ngọt chịu thế tiêu thụ đặc biệt 10 phần trăm 10 hay trăm phần trăm em thấy đề xuất quá hợp lý em có thấy đề xuất có hợp lý không hợp lý cũng phải im nha đừng có la rùm lên người ta bán nước ngọt người ta cay hiểu không đó, cái đó gọi là cái khéo đó mình 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 thấy nó hợp lý không hợp lý gì mình cũng im mình nói ừ tôi đâu biết gì đâu gì không khác gì hiệp ước nam kinh nữa <laughs> ngân hàng trung ương tuyên bố của ngân hàng trung ương nga tuyên bố nhân dân tệ sẽ trở thành ngoại tệ chính của nga vậy theo em ở đây là sự thành công của nga hay là thất bại của nga cái gì vậy? tàu giờ có công nghệ nga xài gan ri không hiểu nói gì luôn em thấy nga đang tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới chị đó đương nhiên rồi em gì à? nga kiểu như vậy không yêu được người mình yêu thì đành quay qua người yêu mình xàm anh thấy vậy ai yêu nga nếu mà em nói vậy á nếu là gì tức là em đang ví von đúng không em đang ví von là bây giờ nga yuren với trung quốc cái gì đúng không thì bây giờ là 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 gì nga không yêu được yuren thì nga quay qua yêu trung quốc hả ý em làm vậy hả ý em nói là trung quốc là yêu nga hả nó sổ nho kìa mấy em nè đọc lại comment của nó nó sổ nho nè Nga kiểu như không yêu được người mình yêu thì đành quay lại người yêu mình Đó. <laughs> cái gì ha ha không cầm không cầm đóng giấy lộn đó thì nó không cho mình xài kinh thanh toán kỳ lân pay vì có kinh kỳ lân pay nữa hả còn cầm thì nó gông nó xích anh không biết cái kinh kỳ lân pay cái vụ xóa nợ là không có thật đúng không anh trả nợ bằng rút và không mua được vũ khí nợ số nợ nào. À Union, trời Union Pay nói bà nó Union Pay đi tự nhiên kỳ lân Pay. <laughs> Ôi, Nga đẩy mạnh mặt trận gì hướng về Kharkov để giảm các cuộc tấn công khủng bố vào vào Belarus. À, 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 à. cái chữ các cuộc tấn công khủng bố của đó là em nói hơi 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 ẩu rồi nha. Đó. À, cái đó là hơi ẩu rồi đó em dùng cái chữ các cuộc tấn công khủng bố là theo luận điểm của một bên đúng không em là người đưa tin phải khách quan và trung lập không được quyền đứng bên này chọc bên kia Nga không lo được cho thằng em còn đánh nó chuyện này Nga sai lầm 100 phần trăm anh nhỉ theo anh nó Nga tính hết rồi em nha Nga tính hết rồi tương lai số phận của Nga để cho người Nga người ta quyết định Mỹ thông báo diện trợ một một tỷ năm cho Yuren tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra Thụy Sĩ vào dữ vì dân Nhật phản đối uh, phản đối cho mẻo đóng căn cứ tại Nhật vì tháng nào lính mẻo cũng việc gái Nhật Ồ, được mấy đứa cái chuyện phản đối cho chuyện đương nhiên rồi nguyên nước Nhật trọng lớn đó thì đương nhiên phải có phe binh phe chống thôi còn chuyện Nhật phản đối Mỹ nằm đó được mấy đứa năm nào cũng vậy thôi có gì ghê đâu chừng nào nguyên nước phản đối thì Mỹ phải cút rồi hợp lý đúng nhận sai cãi nè còn một hai ba đứa phản đối kệ nó chứ từ nào mà đông nó nước nguyên nước mỹ nguyên nước nhật phản đối luôn là mỹ phải không còn cái chuyện phượt hiểm phượt phịch hiểm phịch gì đó đó là chuyện dân sự giữa thằng này với con kia thôi có gì ghê gớm